Người học Phật nghĩ đến điều gì là tốt nhất? Nghĩ đến Đức Phật A-di-đà là tốt nhất. Vì sao? Phật A-di-đà là tượng trưng cho tự tánh viên mãn, tượng trưng toàn thể của tự tánh. Một câu A-di-đà Phật là bao gồm tất cả. Không nên tản mát tu tất cả những tán thiện đó. Quý vị như vậy là đại viên mãn. Muốn học kinh, một đời Đức Phật giảng bao nhiêu kinh, quý vị nên biết. Đó chẳng phải Đức Phật nói với chúng ta, mà Ngài nói với những người thời đó. Những người thời đó không liên quan gì đến chúng ta. Đức Phật ứng cơ thuyết pháp. Nếu năm nay chúng ta gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài nói với ta bộ kinh này, đó là Ngài độ ta. Nhưng Đức Phật rất từ bi. Tất cả kinh đều có đối tượng. Có một bộ kinh không có đối tượng, ai cũng thích hợp. Đó chính là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà. Nói cách khác, tuy bộ kinh này Đức Phật nói cách đây 3.000 năm về trước, nhưng ta có thể nói là Ngài nói với ta. Vì sao? Pháp bình đẳng mà. Những bộ kinh khác không bình đẳng, có đối tượng đặc biệt, căn tánh quý vị không tương đồng. Đó là nhân bệnh mà cho thuốc. Bộ kinh này là thuốc dạng linh, bệnh gì cũng chữa được, không cần chẩn đoán, chắc chắn chữa khỏi bệnh cho quý vị. Đây là bài thuốc phổ thông, bệnh gì cũng thích hợp. Cho nên trong kinh được ví là thuốc A Già Đà. A Già Đà là tiếng Ấn Độ, giống như Trung Quốc gọi dạng linh đơn vậy. Bất luận căn bệnh gì, chỉ cần có được thuốc này thì chắc chắn chữa khỏi bệnh.